chương trình CZ Bạn Là Ai và mình là Minzy. Đồng hành cùng với mình hôm nay là Phúc Hảo. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chủ đề trên tình bạn dưới tình yêu. Thì kiểu như hiểu theo những ứng dụng á thì trên là sáng á, mà tối á, là dưới đó. Giải tỏa cái cảm xúc của mình và giải tỏa cái nhu cầu của mình luôn. Chỉ là quan tâm là nhu cầu bản thân của mình được giải tỏa rất là thoải mái, nhưng mà không quan tâm là đối phương của mình sẽ như thế nào. Khi có người luôn chịu. Ây da, nay có tình yêu mới hay gì mà vui quá ta. Làm gì có đâu. Thiệt không, thấy giống đang yêu đời lắm mà nghe. Thiệt mà, thì cũng bạn bè em thường thôi. Bạn bè gì mà cười nghe hổng vậy? Thì tại vì cũng tự nhiên có người luôn chịu nhé. Trời, nghe giống trên tình bạn với tình yêu quá ha. Ý, cái vấn đề này như rất là nhức nhối luôn á. Giờ là rất là nhiều bạn Gen Z đang ở trong mối quan hệ như vậy. Thì em thấy hiện tại cũng nhiều người vậy mà chỉ có tò mò chỗ này không? Em tò mò thì em thấy cũng trải nghiệm thì cũng vui á. Ừ, vậy thì hôm nay tất cả các bạn đang xem chương trình CZ Bạn Là Ai và mình là Minzy. Đồng hành cùng với mình hôm nay là Phúc Hảo. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chủ đề trên tình bạn dưới tình yêu. Thì chị ơi, chị nghĩ là cái mối quan hệ này nó là như thế nào? Chị cũng không có biết là phải giải đáp cái mối quan hệ này như thế nào, nhưng mà tự nhiên thấy trên tình bạn mà dưới tình yêu là nó lưng lửng ở giữa hả? Em kiểu cảm giác nó mập mờ sao, nó không có một cái tên gọi nhất định cho cái tình cảm của hai người. Ồ đúng rồi, nhưng mà nó là sao á, cái mà phải mình phải giải đáp như thế nào. Không biết là các bạn sẽ suy nghĩ cái mối quan hệ trên tình bạn với tình yêu nó như thế nào, các bạn có thể comment dưới video này để tụi mình có thể hiểu thêm không. Tại vì ngay cả hai đứa mình cũng đang không giải thích được mối quan hệ này, mà mình cảm thấy nó hơi có một cái gì đó nó không rõ ràng ở đây. Đúng rồi. Thêm là không biết là em có từng gặp cái mối quan hệ này ở bên ngoài chưa, hay là có từng mình có từng dính mối quan hệ này chưa? Em đã từng trải qua một mối quan hệ này trong vòng 2 tháng mà em cảm thấy là nó cũng thú vị, nhưng mà em đang không thích cái sự mập mờ này á, em thích nó rõ ràng hơn. Cho tụi em cái cảm giác là tụi em biết là tụi em thích nhau và đối xử với nhau như là người yêu, nhưng mà không đi quá giới hạn của một người bạn. Và tụi em cũng luôn dành cho nhau thời gian nhiều hơn so với các mối quan hệ khác trong cuộc sống của tụi em. Và đồng thời là tụi em đối xử với nhau cũng đó là chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống của mình á. Nhưng mà hiện tại tiếc cái là hai tụi em vẫn chưa có một cái xác định gì hết về cái mối quan hệ này. Thì em thấy nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của em. Đúng rồi, chị cũng cảm thấy là cái mối quan hệ này nó khá là ảnh hưởng nha. Dạ. Nó kiểu nó sẽ làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn, như là mình đang bị đơn phương á. Nhưng mà chắc không phải đơn phương đâu, mình cũng thích nhau đó. Nhưng mà chị lại suy nghĩ nó là nó sẽ bị ảnh hưởng đến giống như kiểu cái suy nghĩ, cái hành động và cái tư tưởng luôn. Dạ, chị rồi. Cảm giác như vậy. Em cảm giác như là mình đang dành tình cảm cho người này và cũng biết là người đó thích mình. Xong rồi tự nhiên hai đứa không có một cái gì xác định mối quan hệ hết. Nhưng mà em lại kiểu như là tư tưởng của em là mình đang thích mình thì người này cũng thích mình nè, hay mình đang tìm hiểu nè. Cái xong cái em sẽ tránh né nhiều mối quan hệ của em hơn. Mình dạo này em cũng xa cách hơn với nhiều bạn khác giới nữa. Thì và trong cuộc sống thì đôi lúc nhiều hành động của người đó làm cho mình suy nghĩ, làm cho mình buồn. Rồi tự nhiên cái mình không có cái gì để mình không có, mình nghĩ lại là mình đâu có một cái mối quan hệ hay là mình có một cái vị trí nhất định gì đâu mà mình phải buồn và mình được quyền để lên tiếng nói về cái mối quan hệ đó với người đó. Đúng rồi ha, nếu mà mình ở trong một cái mối quan hệ này thì mỗi lần mà mình cãi lộn nhau á, thì bây giờ mình muốn giận, mình muốn ghen á, mình sẽ suy nghĩ là mình có là gì của người ta đâu mà mình có quyền ghen, có quyền khó chịu với người ta, đúng không? Đúng rồi.
Không biết là các bạn sẽ nghĩ về cái mối quan hệ này ảnh hưởng tới bản thân của mình hay là ảnh hưởng đến tư duy của Gen Z ở thời điểm hiện tại và trong tương lai hả? Các bạn có thể comment cho mình biết không? Thì em nghĩ là hiện tại chắc các bạn cũng gặp nhiều cái vấn đề như em á. Thì hiện tại em không hiểu tại sao là phát sinh ra cái vấn đề này luôn mà không biết làm sao để né được cái vấn đề này để có thể là tụi em phát triển hơn đến một cái mối quan hệ chính thức. Như là để các bạn ở đây đừng có phải bị vướng vào cái vấn đề này. Thì chị có lời khuyên nào cho em không vậy? Các chị nghĩ sao giống mấy bạn chat boy quá hả? Trời, em nghĩ là bạn nguyên tốt luôn á, không chat đâu. Sao nhưng mà nghe rất là giống chat boy luôn á, mấy bạn có cảm thấy như vậy không? Chứ tự nhiên những đặc điểm mà Hảo đưa ra cái gì cảm thấy là một chat boy chính hiệu luôn. Đúng không? Em cũng suy nghĩ xíu. Thì các bạn không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ này của mình thì các bạn có thể cho mình biết và comment cho mình nha. Ủa? Là sao? Là bạn chat boy là sao chị? Chat boy hả? Để chị suy nghĩ cái nè. Chat boy giống như bạn một kiểu mà bad boy vậy, nhưng mà nó tuyệt vời hơn. Giống như việc là bad boy là một người rất là ăn chơi, quậy, nhưng mà chat boy sẽ là một bạn thư sinh, ngoan hiền, mà lúc nào cũng ân cần với người bạn gái của mình. Nhưng mà không có ân cần với một bạn đâu mà rất là nhiều bạn. Sẽ làm cho đối phương của mình cảm giác là trời ơi, mình đang trong một cái tình yêu rất là đáng yêu luôn. Nhưng mà làm cái như vậy với rất là nhiều người và không có cụ thể tình cảm với ai hết. Sao chị nói nghe giống với bạn đang tìm hiểu quá vậy ta? Thì đó, giờ tôi nghi lắm bà ơi. Sao chị làm rung la tình yêu của em vậy? Thôi đó, tôi cảm thấy nó như vậy không bà. Còn có cái gì mà nó đặc biệt hơn không? Đặc biệt hơn thì em thấy nhiều. Đối với em thì em có tìm hiểu bạn qua bạn bè của bạn em nữa. Thì em thấy thì mấy bạn kia cũng có nói là bạn là người nhát gái. Thì em nghĩ là bạn nhát gái thì bạn cũng chát đâu. Ôi, nếu mà bạn nó nhát gái thì làm sao mà bạn nó quen được em? Thì lúc đó là tụi em cũng tham gia chung với nhau trong một câu lạc bộ. Thì có nói chuyện với nhau rồi. Lúc đầu là bạn thôi. Nhưng mà hiện tại thì nó có một sự thay đổi trong tình bạn của tụi em một xíu. Theo chị á, thì một cái mối quan hệ này nó không phải là quá xấu mà nó không phải là tốt, mà tùy vào cái suy nghĩ của bản thân mỗi người. Nếu như mà em cảm giác như là mối quan hệ này nó tốt thì mình cứ vẫn tiếp tục nó và duy trì nó đến một cái tương lai tốt hơn, như là hai người sẽ yêu nhau. Còn nếu như mình cảm thấy nó xấu mà mình không muốn tiếp tục cái mối quan hệ này nữa thì ngay từ đầu luôn mình cảm thấy người ta cho mình một cái cảm giác, cho mình cảm giác là hạnh phúc, yêu đương, thì mình có thể, nếu như mà mình ngại mình hỏi là anh có yêu em không, thì bây giờ mình cứ kiểu ngại ý ấy coi là anh có muốn tỏ tình với mình không, hay là muốn xác định cho mình một cái mối quan hệ rõ ràng, mình có một vị trí đi bên cạnh anh đó. Thì theo lời khuyên của chị tại chắc giờ em có nhắn tin em hỏi rõ luôn quá à, chứ cũng tò mò nữa. Hay là sao ta? Lỡ mà nhắn tin mà lỡ cháp em thiệt rồi sao? Thì đổi người mới chứ sao? Vậy để nhắn liền nha. Nhắn liền. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Các bạn hãy comment để cho tụi mình có thể biết thêm nhiều ý kiến và tụi mình sẽ bàn luận vấn đề này ở video tiếp theo. Và đừng quên hãy subscribe và đăng ký kênh của mình để nhận thông báo cho những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!